Hello, xin chào các bạn. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay chưa? Hiện tại chị đã đang có mặt ở đây rồi. Thế nên nếu như các bạn đã lên xem được buổi ngày hôm nay thì hãy gửi lời chào tới chị nhá, được không nào? Rồi, đã thấy những bạn đầu tiên. Hôm nay là một buổi rất quan trọng của chúng mình đây. Bởi vì thường thì cái luận điểm này sẽ là cái luận điểm khiến cho các bạn mất nhiều thời gian nhất. Cũng là cái luận điểm nếu như các bạn làm tốt thì điểm số của các bạn sẽ đạt được cực kỳ là cao. Rồi, xin chào các bạn nhá. Hello Lan Anh, xin chào Linh. Xin chào Lam Võ, xin chào các em. Hello Kim Anh, xin chào Hậu Trần. Rồi, chị đã nhìn thấy các em rồi. Các bạn ơi, các em đã có mặt ở đây chưa? Xin chào Nhi, xin chào. Hello Linh Phương. Rồi, chị nhắc lại một lần nữa, buổi ngày hôm nay sẽ là một buổi vô cùng quan trọng. Bởi vì trong buổi này chị sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập luận điểm số 2. Là một trong số những cái luận điểm mà chị tin rằng là khiến cho các em tốn rất là nhiều thời gian, đúng không nào? À, em chờ chị nãy giờ à? Ok nhá. Rồi, hello, xin chào các bạn. Chúng mình sẽ cùng nhau đợi thêm 1-2 phút nữa nhé. Hello Minh Diệp, xin chào em. Hello Khánh Huyền, xin chào Tú Nguyên, xin chào em. Hello Thanh Hoa, xin chào Nguyên Lộc. Chị đoán xem là em vừa chỗ nào á. Chị làm sao đoán được. Các bạn ơi, nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau nhé, được không ạ? Chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay, được không nào? À, buổi ngày hôm nay là buổi số 03. Và đây là một trong số những cái buổi học cực kỳ quan trọng trong chiến dịch thiết lập bài văn phân tích của chúng mình, được không ạ? À, các bạn đều biết rằng là ngày hôm qua thì chúng mình vừa cùng với nhau thiết lập cái luận điểm số 01. Và có lẽ là với cái phần hướng dẫn của chị thì các bạn cũng đã có những cái ý tưởng tốt hơn cho bài viết của mình rồi, đúng không nào? Thì ngày hôm nay chị hy vọng rằng với cái buổi phát trực tiếp này, các bạn sẽ lại tiếp tục có thêm những cái kiến thức bổ ích cho cái phần thiết lập luận điểm số 02 của các bạn nhá. Ok không ạ? Chị sẽ cùng nhắc lại một số những cái vấn đề này, được không nào? Chị sẽ nhắc lại một số những cái vấn đề như thế này với các bạn để các bạn sẽ nắm rõ này, được chưa ạ? Ở đây chúng mình sẽ thấy, dạng đề phân tích của chúng ta, cụ thể là một bài văn phân tích trong luận điểm số 02, được không ạ? Ở trong luận điểm này sẽ là luận điểm mà chúng ta đi làm rõ về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật, đúng không ạ? Của cái vấn đề, được không nào? Cần nghị luận được yêu cầu đặt ra ở trong đề bài. Ok chưa ạ? Hãy lưu ý giúp chị nhé. Thì ở trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau có một cái ví dụ. Và từ cái ví dụ này thì chúng mình sẽ cùng với nhau suy ra được một số những cái phương pháp, những cái lưu ý cơ bản cho việc thiết lập luận điểm số 02 các bạn nhé. Bây giờ tiếp tục sẽ là một cái câu hỏi dành cho chúng mình này. Đó chính là
Các bạn ơi, hãy cho chị Hiên biết là ở đây thì có những cái bạn nào mà cảm thấy rằng luận điểm số 02 là luận điểm khó nhất với các bạn, giơ tay chị xem ạ. Nào, bạn nào cảm thấy rằng luận điểm số 02 là luận điểm khó nhất với chúng mình, giơ tay chị xem. Nào, bạn nào cho rằng luận điểm số 02 là luận điểm khó nhất đối với chúng mình, giơ tay chị xem nào. Các bạn nào, hay là các bạn cảm thấy là luận điểm số 02 là luận điểm em thích viết nhất, bởi vì em viết được cực kỳ nhiều thứ. À các em ơi, nào. À ok, Bảo Trâm này, ai nữa? Xem những bạn nào cảm thấy luận điểm số 02 là luận điểm khó nhất. Rồi ok, Minh Diệp này, rồi Kim Anh này, rồi ai nữa ạ? À Khánh Huyền này, ok. Bạn nào nữa? À Ngọc Tiên này, rồi rồi Linh này, rồi ồ, vậy là có khá là nhiều bạn, đúng không ạ? Khá là nhiều bạn cảm thấy rằng là à Minh Hằng này, ok. Em không biết viết từ đâu luôn à, thế à? Rồi không sao cả. Ngày hôm nay sẽ là cái buổi mà chị ngồi lại với các bạn để các bạn lại có thêm những cái ý tưởng mới. Rồi Bảo Ngọc này, Cẩm Uyên này, Tú Nguyên này, giơ tay rất là cao này. Vậy là có thể thấy là có rất là nhiều bạn. Rồi Yến Nhi này, có rất là nhiều bạn cảm thấy rằng là cái việc viết luận điểm số 2 là một cái gì ạ? Một cái luận điểm cực kỳ thách thức với chúng mình, đúng không ạ? Rồi Hiền này, rồi ok. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi xử lý cái luận điểm số 02 này một cách thật là gọn gàng nhá. À em cứ bị sót ý chị ạ. Rồi Diệu Linh này, Phong này, rồi ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với một cái ví dụ ngày hôm nay nhá, được không ạ? À Hoài Phương nữa, Huyền nữa, rất là nhiều bạn đang cho chị nhìn thấy cánh tay của các em. Không sao cả, được không nào? À My Nguyễn này, rất là nhiều bạn. Rồi Kim Thanh này, ok. Chị nhìn thấy hết rồi, chị nhìn thấy hết tên của các bạn rồi, chị nhìn thấy hết các em rồi. Và chị hy vọng là sau buổi ngày hôm nay thì các bạn sẽ không cảm thấy sợ khi mà chúng mình viết luận điểm 2 nữa nhá. Rồi ok Nguyễn Trang, em ạ, rất là to. Rồi các em ơi, ngày hôm nay chúng mình có một cái đề bài. Cái đề bài dành cho chúng ta ngày hôm nay sẽ là đây ạ. Đề bài, chúng ta sẽ cùng với nhau từ cái đề bài đó để suy ra được cái cách làm của cái luận điểm số 02 cùng với chị nhé. Ở đây chúng ta sẽ có đề bài trong buổi ngày hôm nay ạ. Đề bài. Đề bài. Phân tích 14 câu thơ đầu. Phân tích 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa ạ? Rồi các bạn ơi, sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc Quỳu dốc thăm thầm, heo hút cồn mây súng ngửi trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác cầm thét, đêm đêm mường hịch cọp treo người, nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Chúng ta có 14 câu thơ đầu trong một bản tình ca. Xin được gọi đây là bản tình ca. Đó là bản tình ca mà nhà thơ Quang Dũng đã viết về những năm tháng ấy, gửi lại cho những người đồng chí đồng đội của mình. Và đó là khúc độc hành mà nỗi nhớ thương, khúc độc hành của nỗi nhớ thương mà Quang Dũng đã đi về giữa muôn nẻo nhớ thương để tìm về hình ảnh của những người đồng chí đồng đội của mình. Ngày hôm nay chúng mình có một cái đề bài, đó là phân tích 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau xử lý cái đề này các bạn nhé. Thật ra là các bạn thấy rằng là khi mà chúng mình bắt đầu viết cái mở bài cho cụ thể là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng chẳng hạn, sẽ có rất là nhiều phương án để các bạn đi, đúng không nào? Cụ thể là gì ạ? À cụ thể là ví dụ các bạn hoàn toàn có thể đi từ cái nhận xét của nhà thơ Giang Nam về bài thơ Tây Tiến đấy, đúng không nào? Không biết là các bạn có còn nhớ cái đoạn thơ ấy không ạ? Cái đoạn thơ mang tựa đề trích trong một cái bài thơ mà Giang Nam đã viết, đó là bài thơ ấy. Các bạn có nhớ không nhở?
Các bạn có còn nhớ không nào? Các bạn có biết bốn câu thơ đó không ạ? Tây Tiến biên cương mở lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Mỗi lần những vần thơ của nhà thơ Giang Nam vang lên là một lần nữa trong tâm cảm của trái tim độc giả lại nhớ về thi phẩm tiêu biểu của đời thơ Quang Dũng, bài thơ Tây Tiến. Đây được coi là khúc độc hành của nỗi nhớ thương, giúp cho nhà thơ bộc bạch được tình cảm dành cho những người đồng chí đồng đội của mình trong những năm tháng gắn bó. Đặc biệt, với 14 câu thơ đầu, Quang Dũng đã phác họa lại khung cảnh của thiên nhiên miền Tây và hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến trên những chặng đường hành quân gian khổ. Ok không ạ? Đơn giản nhất là như vậy nhá. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đi từ cái ý tưởng là viết từ đề tài. Chị cũng đã từng nói với các bạn rồi, đúng không ạ? À, có một người nghệ sĩ đã từng viết trong thi phẩm của mình: có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Thơ ca Việt Nam hiện đại có cả một khoảng trời dành cho nỗi nhớ thương. Đó là nỗi nhớ thương Hoàng Cầm gửi về quê hương của mình qua bài thơ Bên kia sông Đuống, là nỗi nhớ thương người bên ấy gửi cho người bên này ngày mai đi xa qua bài thơ Hương Thầm của Phan Thị Thanh Nhàn. Và chúng ta cũng không thể quên đi một nỗi nhớ thương vô cùng đặc biệt mà Quang Dũng đã gửi lại cho những người đồng chí đồng đội của mình qua thi phẩm mang tựa đề Tây Tiến, sau đó bắt đầu dẫn vào vấn đề cần nghị luận. Ok chưa? Đồng ý không? Nhá. Vậy là chỉ trong vòng có mấy phút thôi là chúng mình đã có thể ngay lập tức viết được hai cái mở bài cực kỳ là hiệu quả cho bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng rồi, đúng không ạ? Sẽ còn rất là nhiều cách mở bài siêu siêu hiệu quả luôn. Chị sẽ gặp các bạn ở trong khóa cốt để nói kỹ hơn về những cách đó các em nhá. Chị hy vọng là với cái khóa học cốt văn đấy thì sau khi mà học xong là các em cũng sẽ viết văn được giống như chị, hoặc là 70-80% của chị là ok rồi, được không nào? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục nhá. Chúng ta nói rằng là cái luận điểm mà chúng ta quan tâm ở đây là luận điểm số 02, đúng không ạ? Luận điểm số 01 là luận điểm mà chúng ta viết về tác giả tác phẩm, chị sẽ không nhắc lại nữa nhé. Luận điểm chúng ta cần viết ở đây là luận điểm số 02. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau thiết lập một cái luận điểm số 02 cho đề bài này các bạn nhé. Chúng ta thấy rằng là đây, chị đã cố tình chia những cái câu thơ ra như thế này. Và một trong những cái điều quan trọng nhất khi mà các bạn phân tích thơ, các em có biết là gì không ạ? Chúng ta không thể nào mà trích một cái đoạn thơ dài ơi là dài ra được. Bởi vì nếu như các bạn trích một cái đoạn thơ dài ơi là dài ra như thế thì sẽ khiến cho bạn đọc, khiến cho cái người đọc bài của các em nhìn nó rối vô cùng luôn. Thế thì khi mà chúng mình mà bắt đầu bắt tay vào việc là thiết lập một cái bài văn phân tích ấy, thì cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải chú ý giúp cho chị đó chính là các bạn cần phải chia bố cục nhá, được không ạ? Các bạn cần phải chia bố cục khi phân tích nhá, được không nào? Cụ thể ngày hôm nay chị nói với các bạn là phân tích thơ, thế còn phân tích văn xuôi ấy thì cần phải làm như thế nào thì chúng mình sẽ gặp nhau trong khóa cốt nhá, được không ạ? Ngày hôm nay vẫn còn ưu đãi 529.000 học phí cho khóa cốt, nên bạn nào muốn đăng ký là đăng ký ngay, bởi vì hết ngày hôm nay là sẽ hết ưu đãi 529.000 rồi đấy nhá. Rồi nào các bạn ơi, ở đây chúng mình có điều đầu tiên là phải chia bố cục. Khi các bạn đã chia được bố cục thơ rồi thì cái việc phần phân tích của chúng ta cũng sẽ trở nên đơn giản hơn. Bởi vì các em hiểu cụ thể là như thế này: phân tích là một cái dạng đề, nhưng phân tích trong các cái thao tác lập luận thì cũng là một trong số những cái thao tác mà chúng ta chia nhỏ cái đối tượng đó ra thành các khía cạnh khác nhau và đi sâu vào từng khía cạnh, được không ạ? Nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị ở đây này. Ví dụ như với 14 câu thơ đầu tiên này thì chị sẽ chia là 2, 4, 2, 2 và 2 các em nhé, được không ạ? Đây là cái bố cục mà chị lựa chọn cho 14 câu thơ đầu tiên này, được không ạ? Thế thì cái lưu ý số 1 dành cho các bạn mà các bạn ơi nhất định phải ghi nhớ khi mà các em bắt đầu phân tích thơ thì các em phải chú ý giúp chị là chúng mình cần phải chia bố cục nhé, được không ạ? Chị chỉ dùng bút nước bình thường thôi các em ạ, chị dùng bút nước bình thường thôi chứ có đâu có gì đặc biệt đâu mấy đứa. Tự nhiên bây giờ cái bút chị dùng các bạn cũng quan tâm nữa. Chị dùng bút nước bình thường thôi. Các em cứ lên Shopee các bạn tìm bút nước là các em sẽ ra được cái bút như thế này thôi, được không ạ? Chị mua rẻ lắm, hình như có hơn 1.000 đồng một cái bút này thôi các em ạ. Rồi, được không nào? Nhá, lưu ý giúp chị nhá, quay trở lại đây này. Lưu ý đầu tiên của chúng mình đó chính là các bạn phải chia bố cục nhá,
Được không nào? Chúng mình phải chia bố cục nhá. Thế thì khi chúng ta đã chia bố cục xong rồi thì bây giờ chúng mình sẽ bắt tay vào việc phân tích nha. Được không ạ? Nhá. Được không nào? Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu viết này. Khi mà các bạn bắt đầu viết luận điểm 2, sẽ có nhiều bạn ngay lập tức chọn cái hình thức là chúng ta gọi là viết tất cả những cái câu thơ ra luôn. Nhưng khi chúng ta đã chia bố cục rồi thì chúng ta sẽ trình bày theo hình thức ví dụ như thế này. Chị sẽ tạm thời lật sang bên này để các bạn sẽ chú ý nhé. Ví dụ như tôi trích hai câu thơ đầu tiên, bởi vì tôi đã chọn bố cục rồi mà, đúng không ạ? Thì hai câu thơ đầu tiên là sông Mã xa rồi. Sông Mã xa rồi. Tây Tiến ơi. Được không nào? Nhớ về rừng núi. Nhớ về rừng núi. Nhớ chơi vơi. Được không nào? Thì thường các bạn sẽ trích luôn như thế này để các bạn viết luận điểm 2. Thế nhưng mà có một trong số những cái lưu ý số 2 mà chị cần phải chú ý đối với các bạn khi mà các bạn bắt đầu phân tích ấy. Thì các bạn ghi nhớ giúp chị lưu ý số 2 nhé. Đó chính là chúng mình nên có một câu dẫn để dẫn vào những cái ý mà chúng mình chuẩn bị phân tích. Cụ thể ví dụ đối với cái này, chị có thể đưa ra một cái câu dẫn đơn giản như sau. Đó chính là đoạn thơ hay bài thơ hay là Tây Tiến. Tây Tiến. Được không nào? Tây Tiến được bắt đầu. Được bắt đầu bằng một tiếng gọi thiết tha trìu mến. Bằng một tiếng gọi thiết tha trìu mến. Hiểu không ạ? Sau đó hai chấm, bắt đầu mới viết: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Đây là một cách dẫn. Ngoài ra các bạn có thể linh hoạt để viết được rất nhiều cách dẫn khác. Ví dụ như thế này, chúng mình không lựa chọn cái cách dẫn số 01 này thì chúng mình có thể lựa chọn một cách dẫn khác để chúng ta đưa vào. Ok chưa nào? Ví dụ như là Quang Dũng bắt đầu. Quang Dũng đã mở đầu. Quang Dũng đã mở đầu cho khúc độc hành của nỗi nhớ thương. Cho khúc độc hành của nỗi nhớ thương. Của nỗi nhớ thương. Được không? Bằng tiếng gọi thiết tha. Bằng tiếng gọi. Bằng tiếng gọi thiết tha. Gợi về bao kỷ niệm. Gợi về bao kỷ niệm. Được không ạ? Ví dụ như thế, xong trích thơ ra. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Các bạn ơi, các bạn có hiểu cái lưu ý số 2 này không ạ? Có nghĩa là khi bắt đầu các bạn bắt tay vào viết luận điểm số 02 thì cái đầu tiên mà các bạn cần phải viết không phải là ngay lập tức trích thơ ra, mà chúng ta cần có một câu dẫn để dẫn vào. Để dẫn vào đối tượng phân tích. Các em có hiểu không nhỉ? Các bạn có hiểu cái ý này không ạ? Có hiểu cái lưu ý số 2 này không ạ? Chị nghĩ là cái lưu ý số 1 thì các bạn đã ngay lập tức bắt nhịp được luôn rồi. Nhưng mà cái lưu ý số 2 này khi mà chị giải thích như vậy thì các em có hiểu hơn không? Các bạn có hiểu không nhỉ? Lưu ý số 2 là chúng mình nên có một cái câu dẫn để dẫn vào đối tượng phân tích. Và chị đã lấy cái ví dụ cụ thể cho các bạn như vậy nhá. Thế thì có công thức nào cho, có cái công thức nào cho câu dẫn này không? À ok, có công thức nào cho câu dẫn này không? Thì chúng mình hẹn gặp nhau trong khóa cốt nhá. Được chưa ạ? Đấy là lưu ý số 2. Bây giờ sau khi trích thơ xong rồi thì cái việc chúng mình cần phải làm đó chính là bắt đầu viết phần
phân tích đúng không? Thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn cái lưu ý số 3. Khi chúng ta bắt đầu phân tích thì chúng ta nên chú ý những điều gì như sau ở đây ạ. Đây, câu thơ đầu tiên. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. Cái hình thức ngày hôm nay chị lựa chọn cho các bạn đó chính là phân tích thơ. Sẽ có những cái đặc điểm riêng của phân tích văn xuôi đấy nhá. Hãy lưu ý như thế. Khác nhau về thể loại thì đôi khi trong cái việc phân tích ấy, chúng mình cũng sẽ có những cái kỹ thuật riêng, thơ riêng và văn xuôi riêng. Ok chưa nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có này, ví dụ với câu thơ đầu tiên nhá. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta có Sông Mã, Tây Tiến. Các bạn hãy ngay lập tức khoanh tròn vào những cái từ khóa mà chúng mình cần phải phân tích. Cụ thể ở trong câu này thì chúng ta phải phân tích toàn bộ luôn và không bỏ sót bất cứ một từ nào cả. Được không ạ? Chúng ta sẽ có một cái chiều để phân tích, đó chính là chúng ta sẽ phân tích từ khái quát đến chi tiết. Sau đó lại khái quát. Ok chưa ạ? Khái quát, chi tiết lại khái quát. Và chúng ta sẽ phân tích theo chiều từ trái qua phải nhá. Được không ạ? Cụ thể ở đây, ví dụ như thế này, các bạn sẽ nhìn thấy này. Chúng ta sẽ có cái đối tượng cần phải giải thích số 1 chính là Sông Mã. Đối tượng số 2 chính là Tây Tiến. Sau đó bắt đầu tôi nói về động từ xa rồi. Và sau đó tôi bắt đầu nói về từ ơi được đề cập ở trong câu thơ này. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Ví dụ như thế này. Được chưa ạ? Trong câu thơ đầu tiên. Trong câu thơ đầu tiên. Được không? Hình ảnh dòng sông Mã. Hình ảnh dòng sông Mã. Đã được thi nhân gọi về. Đã được thi nhân gợi về. Được không nào? Bắt đầu giải thích. Chấm. Sông Mã. Đây là con sông. Đây là con sông. Biểu tượng cho thiên nhiên Tây Bắc. Đây là con sông. Biểu tượng cho thiên nhiên Tây Bắc. Thế nhưng đặc biệt hơn. Thế nhưng đặc biệt hơn. Thế nhưng đặc biệt hơn. Đối với những chiến binh Tây Tiến thủa ấy. Đối với những chiến binh Tây Tiến thủa ấy. Thủa ấy. Thì dòng sông này. Dòng sông này đã gắn bó. Đã gắn bó với họ. Trong suốt những tháng năm hành quân gian khổ phải chiến đấu kiên cường. Ví dụ như thế, xong một ý, hiểu không ạ? Các bạn có hiểu không nào? Tức là gì? Khi mà chúng mình viết là chúng mình phải viết triệt để. Có nghĩa là nội dung của cái từ đó, người ta muốn biểu thị, tác giả muốn biểu thị ở trong cái phần đó là như vậy. Thì chúng ta phải trình bày một cách triệt để như vậy. Được không nào? Nhá. Chúng ta phải trình bày một cách triệt để như vậy. Ok chưa nào? Nhá. Được không ạ? Lưu ý giúp chị là như vậy. Ok chưa ạ? Ngoài ra, đây là cái cách diễn đạt mà chị cho rằng nó là cơ bản nhất. Được không ạ? Đây là cái cách diễn đạt cơ bản nhất. Thật ra là các bạn cũng có thể viết theo cái cách nâng cao hơn. Nâng cao hơn ở đây là gì? Ví dụ các bạn không ngay lập tức các bạn giải thích về cái con sông này, mà các bạn hoàn toàn có một cái cách biểu đạt khác. Vẫn là đề cập tới cái việc giải thích dòng sông Mã là gì, có cái ý nghĩa như thế nào ở trong bài thơ này, giúp cho tác giả thể hiện tiếng lòng như thế nào. Thì các bạn có thể viết như thế này. Trong câu thơ đầu tiên, hình ảnh dòng sông Mã đã được thi nhân gợi về, chấm. Đã có biết bao nhiêu những dòng sông đi vào trong thi ca, và mỗi dòng sông ấy lại để lại trong mỗi nhà thơ những ấn tượng vô cùng riêng biệt.
Đó là con sông Đuống nghiêng nghiêng trong kháng chiến Trường Kỳ, là dòng sông Vàm Cỏ đỏ lặng phù sa. Và trong những vần thơ của nhà thơ Quang Dũng thì dòng sông Mã đã xuất hiện giống như một gì ạ, biểu tượng cho thiên nhiên Tây Bắc, hung bạo, trữ tình. Thế nhưng đặc biệt hơn, đối với những chiến binh Tây tiến thủa ấy thì dòng sông này đã gắn bó với họ trong suốt những tháng năm hành quân gian khổ, chiến đấu kiên cường. Ví dụ như thế, các em ơi có hiểu không ạ? Tức là cái cơ bản là chúng ta nhớ được ý nó biểu thị cái gì. Và nâng cao hơn là chúng ta sử dụng cái vốn ngôn từ, vốn hiểu biết của chúng ta về văn học rộng hơn để chúng ta đưa vào để làm cho nó hay hơn. Và đấy chính là cái cách để chúng ta làm cho bài viết của chúng ta khác biệt. Nhá, được không nào? Các em ơi, có hiểu không nhở? Các bạn có hiểu phần chị vừa nói không? Thế thì sau khi mà trình bày xong cái ý đầu tiên là sông Mã rồi, bây giờ mình bắt đầu nói về Tây Tiến nhá. Rồi, chấm. Ví dụ chúng ta có thể tiếp tục trình bày như sau. Bên cạnh gì ạ? Gọi về dòng sông Mã. Gọi dòng sông Mã. Được không ạ? Cũng chỉ là cái cớ. Cũng chỉ là cái cớ để Quang Dũng, để Quang Dũng tìm về với binh đoàn của mình thủa ấy. Với binh đoàn của mình thủa ấy. Được không nào? Gạch ngang. Đoàn binh Tây Tiến. Được không nào? Tây Tiến, chấm, xong bắt đầu giải thích. Đoàn binh Tây Tiến là như thế nào? Được chưa ạ? À, Tây Tiến là tên của một binh đoàn được thành lập vào năm 1000, mùa xuân năm 1947. Với lực lượng chủ yếu lúc bấy giờ là học sinh, sinh viên Hà Nội. Đúng không ạ? Học sinh, sinh viên Hà Nội, những người mà tuổi đời còn rất là trẻ, đã gác bút nghiêng để lên đường ra chiến trường, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, đi theo lý tưởng của trái tim mình. Và binh đoàn này thì được thành lập với cái nhiệm vụ đó chính là bảo vệ vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc và kết hợp với bộ đội Lào đánh tiêu hao sinh lực địch. Được không ạ? Đánh tiêu hao sinh lực địch ở vùng biên giới. Và chúng ta thấy rằng địa bàn của binh đoàn này thì hoạt động rất là rộng. Đây chính là binh đoàn mà nhà thơ Quang Dũng đã tham gia đầu tiên khi mà ông ấy vào chiến trường. Được không nào? Đấy, các bạn trình bày rõ về binh đoàn Tây Tiến như thế. Thường thì đối với cái bài thơ Tây Tiến này, nếu như ở trong cái phần luận điểm số 1 các bạn đã giải thích rõ về binh đoàn Tây Tiến rồi thì chúng mình sẽ không giải thích thêm ở phần này nữa. Còn nếu như ở trên cái phần luận điểm số 1 mà các bạn chưa giải thích thì ở đây các bạn hoàn toàn có thể viết cái phần giải thích về binh đoàn Tây Tiến ở trong phần này ngay sau cái ý mà chị vừa ghi ra ở đây. Ok chưa ạ? Sau đó khi phân tích xong về sông Mã và Tây Tiến rồi thì chúng ta sẽ đi làm rõ về từ xa rồi ở đây. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể viết tiếp, được không ạ? Hai danh từ sông Mã và Tây Tiến đặt giữa là một động từ xa rồi. Xa rồi trong câu thơ này chính là điểm rơi thấp nhất của câu thơ. Đúng không ạ? Khiến cho người đọc có cảm giác như đây là một khoảng hụt hẫng mà tác giả đang cảm nhận. Có lẽ bởi vì bây giờ đã xa rồi dòng sông Mã, đã xa rồi thiên nhiên miền Tây, đã xa rồi Tây Tiến, xa rồi binh đoàn của mình đã gắn bó trong những năm tháng đầu tiên ra chiến trường. Thế nên chỉ còn lại ở đây là những kỷ niệm mà thôi. Đấy, giải thích từ xa rồi, được không ạ? Động từ xa rồi được sử dụng vô cùng đắc địa ở trong câu thơ này. Và câu thơ này đã gì ạ? Ngân nga theo một tiếng gọi với cái từ ơi ở cuối cùng. Các bạn một lát nữa hoàn toàn có thể phân tích nó với cái từ chơi vơi ở đây. Ok chưa nào? Nhá, sau khi mà các bạn phân tích xong câu thơ, hoàn thành xong một cái ý trọn vẹn của câu thơ rồi, nếu như mà các em muốn liên hệ mở rộng ấy, để làm cho nó phong phú hơn và để làm cho nó hay hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ mở rộng luôn. Hay nói cách khác, chính là chúng ta đi thực hiện cái thao tác so sánh văn học. Được không ạ? Chính là việc chúng ta đi thực hiện thao tác so sánh văn học. Thì ví dụ ở đây, sau khi các bạn đã phân tích xong câu thơ đầu tiên này rồi, các bạn hoàn toàn có thể làm gì ạ? À, các bạn hoàn toàn có thể bắt tay vào để tiến hành so sánh văn học, tiến hành liên hệ mở rộng luôn.
Ví dụ, chị chọn cái ngữ liệu liên hệ mở rộng ở đây là cái đoạn thơ của nhà thơ Trế Lan Viên. Nhớ bản Sương Răng, nhớ đèo Mây Phủ. Nhớ bản Sương Răng, nhớ đèo Mây Phủ. Nhớ đèo Mây Phủ, nơi nao qua. Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương. Yêu thương, khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ok chưa ạ? Ví dụ là chị sẽ sử dụng liên hệ mở rộng với cái này. Thì ở phần trên này nhá, chúng ta thấy rằng cái điểm tương đồng là đây cũng viết về nỗi nhớ một cái miền đất. Thế thì đây cũng là cái đoạn thơ viết về nỗi nhớ của một cái miền đất. Thế thì chúng ta dựa vào cái sự tương đồng đó để chúng ta mở rộng vấn đề hơn. Được không nào? Ok chưa ạ? Ngay trong câu thơ đầu tiên, nỗi nhớ về binh đoàn Tây Tiến và nỗi nhớ về mảnh đất miền Tây đã trở đi trở lại trong những vần thơ của nhà thơ Quang Dũng, hệt với những ý thơ mà Trế Lan Viên đã từng bộc bạch trong thi phẩm của mình. Nhớ bản Sương Răng, nhớ đèo Mây Phủ, nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Và có lẽ mảnh đất miền Tây, địa bàn hoạt động của binh đoàn Tây Tiến năm ấy, thực sự đã hóa tâm hồn trong trái tim của nhà thơ Quang Dũng. Ví dụ như thế. Xong câu thơ đầu tiên. Các bạn ơi, các bạn có hiểu không ạ? Nào các em ơi, có hiểu không nhở? Có hiểu cái mà chị vừa chia sẻ với các bạn không? Các em ơi, nào các bạn có hiểu không ạ? Đấy, đấy là liên hệ mở rộng cực kỳ đơn giản. Thật ra thì chúng mình có thể sắp xếp cái phần liên hệ mở rộng này không nhất thiết là phải ở cuối ý đâu, mà chúng mình hoàn toàn có thể là đưa cái phần liên hệ mở rộng này ngay khi mà chúng ta viết về con sông Mã, là gợi về cái nỗi nhớ, gọi về cái nỗi nhớ thiên nhiên miền Tây. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái ngữ liệu khác mà chúng mình cũng có thể sử dụng đấy các em ạ. Rồi, ok, đồng ý không nào? Rồi, thế thì khi mà chúng mình phân tích xong câu thơ đầu tiên rồi thì chúng mình sẽ chuyển sang phân tích câu thơ số 2, đúng không nào? Thế thì đồng nghĩa với việc là bây giờ tôi sẽ phải làm một cái thao tác mà các bạn thường rất là khó. Tức là các em giống như kiểu là các bạn cảm thấy nó khó khăn ấy. Đó chính là chúng mình sẽ thực hiện thao tác chuyển ý. Được không ạ? Chúng mình sẽ tiến hành thao tác chuyển ý. Ok chưa ạ? Thì ở đây không phải là ngay lập tức sau khi phân tích xong cái câu thơ đó thì chúng mình để ở đấy và chúng mình không có một cái gì để dẫn sang câu thơ số 2 cả, mà tiếp tục chúng mình lại phải có một cái câu ở đây được coi là câu dẫn. Và câu dẫn này bây giờ đóng vai trò đó chính là chuyển ý. Ví dụ, chị chuyển từ ý của câu 1 sang ý câu 2, chúng mình có thể dùng một câu như thế này. Được không ạ? Tiếp tục hành trình. Được không nào? Tiếp tục hành trình của nỗi nhớ thương ấy. Của nỗi nhớ thương ấy. Quang Dũng đã cho người đọc, đã cho người đọc thấy rõ hơn về cảm xúc của mình. Xong bắt đầu trích thơ ra. Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Được không ạ? Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Đây là chị đang làm tỉ mỉ từng chút nhá. Còn khi mà các bạn làm bài thì giống như chúng mình đã chia bố cục ở phần trên rồi, thì chúng ta sẽ trích luôn hai câu thơ là sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi ra luôn, và chúng ta phân tích hai câu thơ đó luôn. Ok chưa ạ? Thế nếu như trong cái trường hợp là tôi đã phân tích xong hai cái câu thơ đấy rồi mà tôi dẫn sang hai cái câu thơ tiếp theo là xài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi, thì chúng ta sẽ viết một cái cách đơn giản nhất mà các bạn có thể đưa ra, đó chính là nếu như hai câu thơ đầu tiên
Quang Dũng đã bộc bạch cảm xúc chủ đạo trong bài thơ của mình là nỗi nhớ niềm thương về binh đoàn Tây Tiến và về hình ảnh của thiên nhiên miền Tây. Thì trong hai câu thơ tiếp theo, những địa danh miền Tây gắn với chặng đường hành quân năm ấy đã được gợi lại. Hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép, xài khao xương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. À, các bạn hiểu ý chị không ạ? Tức là chúng mình sẽ phải có một cái sự chuyển nhịp nhàng, chứ không phải là các bạn cứ phân tích xong một câu thơ là bắt đầu các bạn, hay là phân tích theo đúng bố cục là phân tích xong hai câu thơ là các bạn trích luôn hai câu thơ ra và không có cái liên kết gì đối với hai câu thơ ở phía trên cả. Chúng ta hãy nhớ rằng bất cứ một cái đoạn thơ nào, một bài thơ nào cũng là một cái chỉnh thể thống nhất. Thế nên chúng ta không thể nào viết nó theo kiểu là tách rời các ý ra. Bởi vì nếu như các bạn viết tách rời như thế thì chẳng khác nào là các bạn đang liệt kê. Nên các em hãy lưu ý giúp chị là luôn luôn phải có sự uyển chuyển. Và những cái câu dẫn với cái vai trò chuyển ý này chính là cái thành phần giúp cho chúng ta có được cái sự uyển chuyển đó trong bài viết của mình, được không ạ? Các bạn ơi, tiếp tục cái lưu ý số 5 của chúng mình, đó là câu dẫn trong chuyển ý. Các bạn có hiểu chưa nào? Các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu tiếp tục phần này không? Tức là chúng mình phải có một cái câu dẫn chuyển ý giữa cái bố cục mà chúng ta vừa phân chia ở phía trên. Nhá, được không nào các em ơi? Được không ạ? Được không, được không? Xài khao xương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Sau đó chúng mình lại tiếp tục bám vào các cái key để chúng mình phân tích. Được không nào? Nhá. Hai câu thơ đã nhắc tới hai địa danh Xài Khao và Mường Lát. Đây vốn dĩ là không gian địa lý in dấu bước chân của những chiến binh Tây Tiến thuở ấy trên những chặng đường hành quân gian khổ. Thế nhưng bây giờ, qua lời thơ của nhà thơ Quang Dũng, lại trở thành mốc thời gian lịch sử để cứ mỗi lần nhắc tới Xài Khao hay Mường Lát là hình ảnh của binh đoàn Tây Tiến năm ấy lại quay trở về. Chấm. Nơi Xài Khao, đó là hình ảnh của đoàn quân mệt mỏi đi giữa một biển sương mờ phủ lấp. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi ấy nhanh chóng được xua tan khi mà những bước chân dường như đã mỏi. Khi bước tới Mường Lát, ngửi thấy hương thơm, nghe thấy hương thơm của hoa rừng, dường như biết bao nhiêu mệt mỏi trong một ngày dài hành quân đã được xoa dịu. Và nhà thơ Quang Dũng đã sử dụng chất thơ lãng mạn hào hoa của mình để thể hiện được vẻ đẹp của những chiến binh Tây Tiến thuở ấy. Họ bước chân trên những chặng đường hành quân gian khổ, dẫu rằng có những lúc mệt mỏi, không thể nào gì ạ. À, nhà thơ đã không che giấu đi hiện thực, thế nhưng đã đưa hiện thực đó đến với độc giả bằng một cách lãng mạn hóa để người ta hiểu được rõ nét hơn về vẻ đẹp của những chiến binh Tây Tiến năm nào. Ví dụ như thế, được không ạ? Các bạn có hiểu không nào? Có nghĩa là chúng ta cứ bám sát vào từng từ ngữ và chúng ta diễn đạt, được không ạ? Hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến trên những chặng đường hành quân mang trong mình một lý tưởng cao đẹp. Đó có phải là lý tưởng mà chúng ta đã từng bắt gặp? Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Hay là lý tưởng của những anh vệ quốc quân, đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có xá chi đâu ngày trở về, ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thà chết không lùi. Đó là lý tưởng của những chàng trai trẻ 18 đôi mươi gác lại bút nghiên để lên đường, nghe theo tiếng gọi của tổ quốc thân yêu, để rồi dẫu cho thiên nhiên miền Tây có biết bao nhiêu những đe dọa thì họ vẫn vững lòng để tiến về phía trước đánh bại kẻ thù. Thế xong bắt đầu lại tiếp tục dẫn sang, được không ạ? Xài khao xương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi, rồi lại tiếp tục, được không nào? Nhá. Được không nào? Mình lại tiếp tục dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm. Được chưa nào? Trong những vần thơ của nhà thơ Quang Dũng thì thiên nhiên miền Tây đã được hiện lên qua 4 câu thơ mang dáng dấp của một bài thơ tứ tuyệt. Hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng ngửi trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông, mưa xa khơi. Các em ơi, được không ạ? À? Các bạn ơi, được không nào? Đấy thì là 5 cái lưu ý ở trong cái luận điểm số 2 mà chị vừa đề cập cùng với các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau hệ thống lại 5 cái lưu ý đó nhé. Khi các viết luận điểm số 2, đặc biệt là khi phân tích thơ, cụ thể ở đây là phân tích thơ, thì chúng mình sẽ có những cái lưu ý như sau. Số 1. Chúng ta phải biết chia bố cục. Chia bố cục. Số 2. Chúng ta phải có câu dẫn để bắt đầu vào luận điểm số 2. Được không ạ? Số 3.
Chúng ta phải biết tìm từ khóa và bám sát vào từ khóa đó để phân tích. Được không nào? Số 4. Chúng ta phải trình bày đủ các ý theo trình tự. Đủ ý theo trình tự. Và số 5. Chúng ta phải biết so sánh văn học. Hay nói cách khác ở đây chính là liên hệ mở rộng để làm cho bài viết của chúng để làm cho bài viết của chúng ta phong phú hơn các bạn nhé. Ok chưa nào? Ngoài ra thì cái câu dẫn này chúng ta phân loại. Cái đầu tiên đó chính là cái câu dẫn để bắt đầu luận điểm 2. Bắt đầu luận điểm 2. Và cái tiếp theo là câu dẫn để chúng ta chuyển ý. Được không ạ? Giúp cho bài viết của chúng ta logic hơn, hợp lý hơn, uyển chuyển hơn, mềm mại hơn, hay hơn. Được không? Ok chưa? Đồng ý chưa? Được không ạ? Đây là những cái lưu ý mà chị có ngày hôm nay dành cho các bạn để các bạn có thể phục vụ cho việc viết luận điểm số 02 của mình nhé. Ok chưa nào? Ngoài ra thì chị đã nói rồi, chúng mình sẽ còn rất là nhiều những cái cách hay ơi là hay nữa để có thể hoàn thành được cái luận điểm số 02, dù là viết về thơ hay là văn xuôi, thì chị hẹn các bạn ở trong khóa học cốt nhé. Ok chưa nào? Còn buổi tối ngày hôm nay thì tạm thời chị sẽ chia sẻ với các bạn đến đây thôi. Ngày mai chúng mình sẽ có một cái đề tổng hợp để chúng ta có thể khái quát lại về tất cả mọi thứ chúng ta đã được trao đổi trong 3 buổi vừa qua. Ok không nào? Và chị cũng sẽ dành tặng cho các bạn một cái tài liệu đặc biệt. Thế nên là chị sẽ hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai nha. Các em có muốn hỏi thêm gì chị ở trong buổi ngày hôm nay không? Nào, các bạn ơi, các bạn có muốn hỏi thêm gì chị trong buổi ngày hôm nay không ạ? Các bạn có hiểu bài không nhở? Có hiểu những gì mà chị vừa chia sẻ với các bạn không nhở? Rất là cụ thể, rất là chi tiết, rất là rõ ràng rồi, đúng không? Các em có hiểu không nhở và có được mở mang hơn chút nào trong cái việc viết luận điểm số 02 của chúng mình không? Nào các em. Nào các bạn ơi. Nào các bạn ơi. Có mở mang thêm chút nào không ạ? Rồi ok nhá. Ừ ok, chị giảng cuốn lắm luôn à. Thế mà không đăng ký khóa cốt là không yêu chị Hiên rồi. Chị ơi, đi thi văn thì nên viết bút gì? Em cứ viết bút bút thiên long bình thường, bút bi bình thường thôi chứ đừng viết bút nước. Chị cảm thấy là viết bút nước chậm mà hay, kiểu ví dụ nhá, mình không may mình ấy như thế này, phát biểu mình vừa viết xong mà mình ấy tay như này là nó rất là bẩn bài thi của chúng mình luôn á. Nên là các bạn sẽ chú ý nhá. Khóa cốt của chúng mình là khóa học chuyên sâu về luyện viết nghị luận văn học các bạn nhé. Chị sẽ cầm tay chỉ việc cho các bạn giống như là cách chị giảng cho các bạn như thế này, nhưng tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn và nhiều kiến thức phong phú hơn. Thế nên là các em có thể yên tâm một điều là sau khi các bạn học xong khóa cốt là các bạn có thể yên tâm, tự tin viết được một cái bài văn nghị luận văn học vừa đúng và vừa ấn tượng nhá. Ok chưa nào? Rồi, hiểu bài là tốt rồi. Được không nào? Thế thì ngày mai chị em mình sẽ lại tiếp tục gặp nhau nhá. Được không ạ? Ngày mai chị em mình sẽ lại tiếp tục gặp nhau. Luận điểm 2 tầm mấy dòng á? Sao lại là mấy dòng? Luận điểm 2 của chúng mình là một cái luận điểm mà các bạn ít nhất phải viết một tờ giấy thi, chứ không phải là mấy dòng em ạ. Nhá. À, hiện tại thì học phí của khóa cốt đang là 729.000. Thế nhưng trong ngày hôm nay là ngày cuối cùng ạ, học phí sẽ được ưu đãi là 529.000 các bạn nhé. Duy nhất trong ngày hôm nay thôi ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng được ưu đãi rồi. Thế nên nếu như bạn nào muốn đăng ký cái khóa học này để được học phí ưu đãi thì chúng mình sẽ cùng với nhau nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên luôn nha. Bao nhiêu buổi vậy chị? Chúng mình sẽ học trong 12 buổi các bạn nhé. Mỗi tuần chúng mình học 2 buổi. Đây là cái khóa học ngắn hạn nhưng hiệu quả thì cực kỳ tốt. Bởi vì chị đã làm cái khóa học này 3 năm rồi và phản hồi cực kỳ tốt về khóa cốt luôn. Thế nên là chị rất là mong sẽ được gặp các bạn ở trong cái khóa cốt văn này của chị. Ok chưa nào? Rồi, Kem ơi, có câu hỏi gì nữa không? Cho em xin lịch chị live với. Thật ra thì nếu như không phát trực tiếp ở trong chiến dịch ý, thì chị Hiên cũng thường phát trực tiếp ở trên fanpage. Thế nên em có thể chủ động, em có thể chủ động theo dõi fanpage học văn chị Hiên nha. Ok chưa nào? Được không ạ? Các bạn ơi, được không? Được không? Ok chưa? Rồi nhá, lịch như nào vậy chị? Lịch của khóa cốt hiện tại là chúng mình học vào thứ 2 và thứ 6 ạ.
Chúng ta học từ 20:30 các bạn nhé. Những bạn nào mà bị cấn lịch thì các em có thể chủ động xem lại cái phần phát trực tiếp, bởi vì chị sẽ lưu lại. Và cái hình thức học của chúng mình là sẽ học trực tuyến như thế này. Chị sẽ phát trực tiếp và các bạn có bất cứ cái yêu cầu thắc mắc gì thì các bạn có thể hỏi chị để chị giải đáp ngay trong cái quá trình chúng ta học cùng với nhau. Ok chưa nào? Rồi, ngày hôm nay chị Hiên sẽ tạm dừng lại phần phát trực tiếp của mình tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi ngày mai, buổi cuối của chiến dịch thiết lập bài văn nghị luận văn học nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nhiệt tình ủng hộ team học văn chị Hiên và hiểu những gì mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn, được không ạ? Chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và một lát nữa đi ngủ thật là ngon nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nhé.